Những thông tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta. Vâng chị Lan chị ạ, sáng nay thời tiết ở Hà Nội lúc thì nắng, lúc thì có mây rồi lại xuất hiện cả mưa nữa. Diễn biến tiếp theo sẽ là như thế nào? Dạ vâng ạ, trong chiều tối nay thì thủ đô Hà Nội sẽ lại có mưa nữa. Thế còn trước đó vào buổi chiều nay thì ở hầu khắp quận huyện vẫn sẽ nắng và oi nóng anh ạ. Cụ thể thì nhiệt độ đầu giờ chiều nay sẽ tăng cao ở mức là 36 độ. Mức này là nắng nóng, còn độ ẩm trong không khí thì sẽ từ 66% trở lên. Mức nhiệt và ẩm này thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta khó thoát mồ hôi, tạo ra cảm giác oi bức và khó chịu. Không riêng gì Hà Nội mà chiều nay thì nhiều thành phố khác của Bắc Bộ như là tại Ninh Bình, Hòa Bình hay là Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sang đến Lào Cai thì cũng nóng bức, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, cộng với độ ẩm là từ 63 đến 73%. Trời oi nóng như thế này thì việc chọn trang phục phù hợp sẽ phần nào giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Quý vị nên chọn quần áo thoáng rộng và sáng màu như là trắng hay be. Hãy ưu tiên mặc những chất liệu vải cốt tông hay là vải lanh, bởi vì những loại vải này thì không dính sát vào cơ thể, sẽ hạn chế được việc đổ mồ hôi. Xin được chuyển sang thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, dự báo là trời sẽ nắng đến khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay. Nắng mây đan xen, nhiệt độ thì khá vừa phải ở mức là 32 độ. Sau đó thì hầu khắp các quận huyện sẽ chuyển mưa dông, có lúc mưa nặng hạt kèm theo dông gió mạnh. Còn bây giờ xin được mời tiếp tục các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.